Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An, 26 tuổi, là đối tượng đang mắc COVID-19, vượt ngục trốn khỏi trại giam Chí Hòa. Nguyễn Kim An cũng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can về hành vi trốn khỏi nơi giam. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống COVID trên địa bàn thành phố vào chiều ngày 16 tháng 7, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nguyễn Kim An sau đó đã được đưa về trại tạm giam Chí Hòa để thực hiện cách ly điều trị, trong khi các cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt cũng đã được cách ly tại địa phương. Trước đó, phạm nhân Nguyễn Kim An từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình hồi năm 2015 với hai tội danh giết người và cướp tài sản. Sau đó, tại phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm. Sau gần 6 năm chờ thi hành án tử hình, đối tượng đã vượt ngục bỏ trốn hôm 13 tháng 7. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về tội giết người và cướp tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Cao Tài Năng nợ ông Dương Công Xê số tiền 1,6 tỷ đồng. Khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2020, Năng dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát trúng đầu ông Xê tại hiệu thuốc của vợ chồng bị can ở số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương. Sau khi nạn nhân tử vong, Năng lấy điện thoại, ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của ông Xê. Để tránh bị phát hiện, bị can đem thi thể nạn nhân đi chôn, đốt xác, vứt ở nhiều nơi. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, Cao Tài Năng đã ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị có liên quan, đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can có liên quan, trong đó có Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, hiện đang là Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can cho tại ngoại. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định bị can Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới, thông đồng với Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC Value và nhà thầu là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thanh Hóa, để nhà thầu này trúng hai gói thầu cung cấp đồ dùng học tập giảng dạy lớp 1 năm 2020-2021, gây thiệt hại cho nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định vừa quyết định xử phạt kịch khung 25 triệu đồng đối với bà T, 47 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện An Lão do không thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi trở về từ vùng dịch.